Lần đầu tiên, lễ hội ẩm thực quốc tế Đà Nẵng 2019 với chủ đề Hương vị quê hương được diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 6, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm mới lạ, độc đáo. Du khách và người dân địa phương sẽ được thưởng thức những tinh hoa ẩm thực được tạo nên từ những nguyên liệu địa phương thông qua những bàn tay tài hoa giữa các đầu bếp đẳng cấp chuyên nghiệp đến từ các khách sạn, nhà hàng tại Đà Nẵng và các đầu bếp quốc tế thuộc Hiệp hội Đầu bếp Thế giới như Ngài Thomas Seguler là đương kim Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp Thế giới, đồng sáng lập và là thành viên Hội đồng Quản trị Hiệp hội Đầu bếp các tiểu vương quốc Ả Rập, thành viên các Hiệp hội Đầu bếp Đức, Nam Phi, Ai Cập, Malaysia, Hy Lạp, Slovenia, Lebanon, thành viên danh dự các Hiệp hội Đầu bếp Romania, Liên bang Nga, Mauritius, Palestine, Ấn Độ, Ukraine, giám khảo thành viên các cuộc thi ẩm thực tại Nga, Romania, Croatia, Áo. Với thành tích rất đáng tự hào trong sự nghiệp làm bếp, Ngài đã đạt 178 huy chương vàng, 750 giải thưởng và nhận được nhiều kỷ niệm chương và huy chương danh dự từ các cuộc thi ẩm thực quốc tế toàn cầu. Tại lễ hội ẩm thực quốc tế Đà Nẵng 2019, Ngài Thomas Seguler sẽ trình diễn chế biến một số món ẩm thực đặc trưng tại khu vực Big Dish của lễ hội. Đầu bếp Emrah Kosa Sesin, Thổ Nhĩ Kỳ, là thành viên của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới, hiện đang là giảng viên Trường Đại học Adnan Menderes, Giám đốc Hiệp hội Ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời là Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Ẩm thực Quốc tế Thổ Nhĩ Kỳ. Với thành tích nổi bật đã đạt được trong sự nghiệp làm bếp, huy chương vàng, bạc, đồng Olympic ẩm thực tại Everest, Đức năm 2016, là đầu bếp duy nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ đạt liên tiếp 2 huy chương vàng Olympic tại Anh và cúp thế giới tại Luxembourg về ẩm thực năm 2014. Huy chương vàng, bạc, đồng Olympic ẩm thực tại Đức, cuộc thi ẩm thực trong lĩnh vực khách sạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Festival Nghệ thuật ẩm thực quốc tế năm 2012. Huy chương vàng, bạc, đồng, cuộc thi ẩm thực quốc tế năm 2010-2011. Đầu bếp Ue Mikil, Đức, là Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực các tiểu vương quốc Ả Rập, trợ lý Phó Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp Thế giới, chuyên gia cố vấn ẩm thực của khách sạn Radisson Blue, Dubai. Đầu bếp Ue Mikil đã giành được các giải thưởng như Giải thưởng Đầu bếp chuyên nghiệp do Tập đoàn Truyền thông CPI tổ chức năm 2013, Đầu bếp của năm 2008, 2009 và 2010 trong hệ thống giải thưởng vinh danh các khách sạn tại Trung Đông. Đồng thời, Ngài là tác giả và tham gia xuất bản hơn 6 ấn phẩm sách ẩm thực đạt giải thưởng lớn trên thế giới vào các năm 2008, 2014, 2016 và 2017. Đầu bếp Wang Chung-si, Trung Quốc, là giáo sư về đầu bếp tại Học viện Nghệ thuật Phoenix và Tucson, Hoa Kỳ. Hiện là Chủ tịch Liên đoàn Giáo dục Ẩm thực Quốc gia Hoa Kỳ 2009-2012, giám khảo thành viên của Hiệp hội Ẩm thực Thế giới. Trong sự nghiệp sáng tạo ẩm thực, giáo sư Wang Chung-si đã vinh dự nhận được giải thưởng truyền thống của Học viện Đầu bếp Mỹ về thành tựu giáo dục và giải thưởng giáo viên của năm do Liên đoàn Ẩm thực Tây Hoa Kỳ trao tặng. Đầu bếp Sleiman Khawan, Lebanon, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Masterchef Lebanon, giảng viên chuyên ngành ẩm thực tại Học viện Quản trị Khách sạn De Quanne và là bếp trưởng chủ sở hữu Atelier Chef Sleiman. Ngoài ra, ông cũng là người phụ trách dẫn chương trình Món Ngon Mỗi Ngày trên đài Radio Delta. Đầu bếp Sleiman Khawan đã đạt được những thành tích như huy chương bạc tại triển lãm Horeca 2008, giảng dạy về nấu ăn nghệ thuật tại Đức 2008, phụ trách chương trình truyền hình On Your Taste của Al Arabi TV. Đầu bếp Nicolas Watrum, Thụy Điển. Với sự nghiệp kéo dài gần 20 năm, Nicolas đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong giới đầu bếp về sách hướng dẫn nấu ăn như Giải thưởng Gourmet về quyển sách ẩm thực của năm vào năm 2016 và 2017, quyển sách ẩm thực tốt nhất thế giới về thịt tươi năm 2015, đảm nhận phụ trách chương trình Bữa tiệc dành cho các học giả tại Đại học Orebro trong suốt gần 10 năm liền 2011-2019, tiệc chiêu đãi chính thức của Giải thưởng Nobel năm 2009 và 2010, hay lễ kỷ niệm 60 năm trị vì của các quốc vương Thụy Điển năm 2006. Hiện tại, Ngài Nicolas Watrum là giảng viên của trường nấu ăn Griffin thuộc Đại học Orebro, thành lập bởi chính phủ Thụy Điển, chuyên ngành ẩm thực và khoa học bữa ăn.
ông đã có vai trò lớn trong việc xây dựng các khóa học và đào tạo nhiều thế hệ tú tài ưu tú của ngành ẩm thực Thụy Điển trong thời gian làm việc tại trường 2010-2014. Krista Chikosit được công nhận là bếp trưởng điều hành và là giám khảo của tổ chức World Chef. Ông đã học ngành nấu ăn, nghệ thuật ẩm thực tại Tổ chức Giáo dục và Đào tạo về Du lịch ở Hy Lạp. Ông đã làm việc trong các khách sạn ở Kordikidi và Thessaloniki, Hy Lạp. Từ năm 2006, ông là giảng viên ẩm thực của ngành nấu ăn trong các trường dạy nghề nấu ăn. Ông đã đại diện cho Hy Lạp trong nhiều cuộc thi quốc tế và tham gia với tư cách là giám khảo trong các cuộc thi ẩm thực trên khắp thế giới. Từ năm 2013 đến năm 2016, ông được chọn là đại sứ toàn cầu của Hiệp hội Đầu bếp Không Biên Giới. Ông là người dẫn dắt đội tuyển Hy Lạp tham gia giải vô địch ẩm thực thế giới 2018 tại Luxembourg và sắp tới là Thế vận hội ẩm thực IKA năm 2020. Ông là phó chủ tịch của Hiệp hội Đầu bếp miền Bắc Hy Lạp, trưởng ban tổ chức các cuộc thi về ẩm thực ở Hy Lạp và phó chủ tịch của đội đặc nhiệm khẩn cấp của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới Không Biên Giới từ năm 2017 đến năm 2020. Đầu bếp Sanjay Thakur, Ấn Độ. Đầu bếp phục vụ cho các hành khách VIP trên các chuyến bay của hãng hàng không Etihad. Giảng dạy về ẩm thực Ấn Độ tại hơn 12 trường đại học, cao đẳng. Thành tích đạt được của ông, hai lần được chọn làm đại diện cho Ấn Độ tham gia cuộc thi về ẩm thực danh giá thế giới Bocuse d'Or năm 2016. Đạt giải đầu bếp xuất sắc tại lễ hội nhà hàng khách sạn tổ chức tại Bangalore năm 2017. Đầu bếp Jeffrey Blanchett, Mỹ, chủ sở hữu nhà hàng RBI Steakhouse, Blanchett's Deli và Bakery ở thành phố Angeles, Philippines. Ông từng là bếp trưởng điều hành cá nhân cho 7 tướng Mỹ trong quân đội Hoa Kỳ từ năm 2000 đến 2012. Thành tích mà ông đạt được 57 huy chương về ẩm thực trong các cuộc thi thế giới trong thời gian phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, tham gia phục vụ và du lịch đến gần 60 quốc gia trên thế giới để nghiên cứu nền ẩm thực địa phương. Không chỉ là một đầu bếp tài ba, ông còn tích cực tham gia các dịch vụ cộng đồng về nuôi dưỡng hàng ngàn trẻ em một năm và phụ trách chương trình Giáng sinh cho hơn 2.000 trẻ em ở Philippines. Đầu bếp Dimathil Kumarasinghe, Sri Lanka, nổi tiếng với tên hiệu Chef DK, là bếp trưởng phụ trách phát triển kỹ năng làm việc nhóm tại khách sạn Icon Spence và khách sạn Harry Pilsen Hotel and Resort thuộc tập đoàn Heritage. Đảm nhiệm là người huấn luyện các đầu bếp và nhân viên bếp tham gia trình diễn trong các cuộc thi nghệ thuật ẩm thực tại Sri Lanka. Thành tựu đạt được của ông là đầu bếp duy nhất trên thế giới giành được 9 huy chương vàng cho các nội dung cá nhân tại Thế vận hội ẩm thực được tổ chức vào năm 2004 và 2006. Đạt giải thưởng trưng bày nghệ thuật, trưng bày bánh ngọt nghệ thuật, kỹ thuật kéo đường. Đầu bếp Reyes McHugh, Mexico, là phó giáo sư, giảng viên bảo quản thực phẩm, quản trị cơ sở tại trường đại học Johnson & Wales, đảo Rowe, chứng chỉ Master Chef của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới, WCMC, chứng chỉ bếp trưởng điều hành bởi Liên đoàn ẩm thực Mỹ, CAC, và chứng chỉ kỹ năng sư phạm chuyên ngành nhà hàng khách sạn, CHG. Thành tích ông đạt được, đạt giải thưởng xuất sắc về ẩm thực của Bacardi USA năm 2003, đạt giải món bánh ngọt ngon nhất thế giới tại cuộc thi Academy Culinaire của Pháp năm 2005. Ông cũng đã xuất hiện trên chương trình The Today Show của đài NBC cùng với nhân vật truyền hình nổi tiếng Albert Rocker để giới thiệu những món ăn hấp dẫn trong mùa hè. Đầu bếp Bernd Huber, Úc, là thành viên danh dự trọn đời Hiệp hội ẩm thực chuyên nghiệp Úc, thành viên Liên đoàn ẩm thực Úc, thành viên ban tổ chức các sự kiện ẩm thực lớn tại Úc, Đức, Pháp. Thành tích ông đạt được, hơn 20 năm được mời làm giám khảo danh dự tại triển lãm ẩm thực Úc, các cuộc thi ẩm thực tại Úc và các quốc gia. Được mệnh danh là người tiên phong và là huyền thoại của ngành công nghiệp thực phẩm tại Úc. Được trao giải thưởng mũ đen tưởng niệm Sid Taylor, thành tựu trọn đời của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới. Đầu bếp Eric Wong, Singapore, hiện đang giữ các chức danh bếp trưởng và chuyên gia tư vấn về kỹ thuật làm bánh ngọt, giám khảo thuộc Hiệp hội Đầu bếp Thế giới WACS và tham gia viết các bài báo cũng như sáng tạo công thức nấu ăn được đăng trên các tạp chí và sách ẩm thực. Thành tích ông đạt được, năm 2019, ông được chọn làm giám khảo chuyên về bánh ngọt tại các cuộc thi ẩm thực lớn như Hofest 2019 Hồng Kông, cuộc thi nghệ thuật ẩm thực Myanmar 2019, lễ hội ẩm thực và dịch vụ du lịch khu vực châu Á Modis 2019,
cuộc chiến các đầu bếp 2019 Penang, Malaysia. Từ năm 2012 đến năm 2018, giám khảo trong các cuộc thi ẩm thực, triển lãm ẩm thực lớn tại các quốc gia Hàn Quốc, Đức, Hồng Kông, Thái Lan, Trung Quốc. Ông cũng nhận được nhiều giải thưởng lớn như huy chương vàng tại triển lãm thực phẩm và khách sạn châu Á Singapore, được đề cử danh hiệu Người đào tạo đầu bếp của năm Asemrai do Tổ chức Chứng nhận Kỹ năng Lao động Singapore WSQ bầu chọn trong các năm 2009. Đầu bếp Luk Sawan, Malaysia. Với hơn 29 năm kinh nghiệm trong ngành nấu ăn, hiện ông đang làm giảng viên tại Viện ẩm thực Solantro, chuyên gia trong các lĩnh vực về xu hướng ẩm thực, thiết kế thực đơn và chuẩn bị thực phẩm, quản lý chất lượng, chăm sóc khách hàng, quản trị nhân viên phục vụ và nhân viên bếp. Thành tựu ông đạt được tham gia Gastronomic Adventure 2017 với các vua đầu bếp quốc tế tại trường đại học KDU, tham gia quản lý chuẩn bị thức ăn cho Thế vận hội thanh niên 1998 Moscow, Nga, tham gia phát triển vào khu nghỉ dưỡng biển Pattaya. Góp mặt và tạo nên thành công trong lễ hội ẩm thực quốc tế Đà Nẵng lần này, không thể không kể đến các đầu bếp đại diện từ các khách sạn, nhà hàng nổi tiếng như Ẩm thực Xèo, khách sạn Premier Village, khách sạn New Orient, khách sạn Grand Mercure, khách sạn TMS, khách sạn DLG, khách sạn Như Minh Plaza, khách sạn Golden Bay. Ngoài ra, để tạo nên sự hấp dẫn cho lễ hội, hàng loạt các hoạt động bên lề hấp dẫn cũng được diễn ra như Chairman's Party, diễu hành đường phố cùng các đầu bếp, chương trình Big Dish, đi chợ cùng đầu bếp quốc tế, chương trình văn nghệ, giao lưu ẩm thực hàng đêm. Lễ hội ẩm thực quốc tế Đà Nẵng 2019 với chủ đề Hương vị quê hương sẽ tạo ấn tượng khó quên trong lòng du khách, khẳng định hơn nữa về một thành phố của lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á.